chỉ cần xoa và vuốt mà chẳng chàng nào chịu nhớ. Xoa và vuốt. Xoa và vuốt. Xoa. Xoa. Câu chuyện của ai? Dạ, câu chuyện có chữ xoa thì nó là câu chuyện của Misa. Nãy giờ mọi người cũng bàn chuyện cái câu chuyện này rất là rôm rã rồi, thì chung là Misa chỉ chia sẻ lại câu chuyện của mình và tóm tắt lại rằng là 70% khi mà Misa giận bạn trai thì sẽ giống như chị Lúc với lại Nhã là phải giải quyết cho bằng được. Ngày xưa là phải bắt buộc giải quyết cho bằng được, nói ra cho bằng được. Còn xong rồi sau đó là sẽ tự độc thoại với chị Lúc Vân. Độc thoại mà không chịu nổi nữa là tối giờ gửi một tâm thư thật dài. Vậy là con gái là cũng có một công thức ha. Đó xong rồi, đó là cũng ngày xưa. Xong rồi gần gần đây á thì mới bắt đầu là thấy rằng là mình cũng phải hiểu cho con trai. Tức là người ta cũng có những cái khó chịu, đôi khi là câu chuyện mình bực mình mà bên kia cũng bực mình nữa. Cho nên là sau này là ráng nhịn lại một chút. Thì cái lúc đó mình nhịn bên kia thì bên kia cũng phải nhịn mình một chút. Thay vì là ngày xưa là bắt buộc phải là hai bên rõ ràng giải quyết câu chuyện này, thì bây giờ mình chỉ cần có một cái hành động gì đó để mà thấy được thiện chí từ bên kia. Thì đặc biệt là Misa rất là thích được xoa đầu và vuốt tóc. Thế mà cứ mà mình đang chuẩn bị lên cơn đi bắt đầu lồng lộn thì cứ lại vuốt tóc xoa xoa đầu như thế này là tự dưng là giống như con mèo vậy đó, là nằm yên nhẹ nhàng luôn. Đang suy nghĩ hình như là mấy em cuốn thức dậy lắm, dễ chịu lắm. Đó là một cái cảm giác khi mà mình được vuốt ve nó nè, không, nó không phải là bằng lời nói mà nó là những cái động chạm, thì nó sẽ làm cho mình dễ dàng nguôi giận hơn. Lúc đó mình cũng đã đang nhìn bên kia rồi, thì cái đó là hành động mà bên kia đáp trả lại để cho mình thấy cái thiện chí. Còn như hiện tại bây giờ phải không, thì nếu mà có cãi nhau nữa thì ok, vậy mình sẽ đi chơi với bạn. Mình đang bực mình quá thôi, không cần nói nữa, mình mọi thứ đều rất bực, cứ nhắn tin cho bạn rủ đi chơi thế là xong. Đi chơi bây giờ là khỏi xoa đầu vuốt tóc nữa luôn. Dạ. Về nói chuyện. Không cần xoa đầu vuốt tóc nữa hả? Bây giờ cũng cần, nhưng mà nhiều khi mà bạn nó như em nói đó là không có ai chịu nhớ và không ai chịu biết rằng là em thích cái điều đó. Thì nếu mà tao không thích nữa thôi, giờ mình tự dằn vặt chứ cho bực mình, giờ mình nhắn tin cho bạn mình đi chơi vui đi mà. Đúng rồi, mình đừng có đặt để cảm xúc của mình cho người khác quyết định. Nói chung là cái sự mà động chạm thì nó cũng là một cái sự thú vị, mà giống như là mình hay coi cái bộ phim á, mà lúc mà bạn gái mà giận nổi điên lên rồi đó là làm gì, bay lại ôm chặt thiên chặt vô. Không, hết là hết chặt chặt vô bạn gái như là quýnh nè, bum 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 bum, ôm cứ ôm. Em làm đó, đó em bị cắn đau lắm anh. Nhưng mà sau đó bạn rất là thương rất là nhiều, thương hơn nhiều lắm á. Nó chưa đám ăn xôi đó. Rồi có ai giống vậy không mà sao tôi kể đồng ý quá vậy? Tôi kể chuyện phim mà. Có ngày xưa đó là em cũng đối xử bạn trai của em nghĩa là thời gian mà em bị nóng nảy trong người do thuốc á. Tức là bạn nó cũng lại thuốc. Chuyện em nóng nảy trong người do thuốc. Cái đó là do cái thuốc nó vô người nó làm cho mình cảm thấy nó khó chịu, nóng nảy trong người, bực bội. Thì cãi nhau xong la hết là sùm hết, xong bạn nó ăn cũng biết vậy, cái xong bạn trai lại ôm xong mình bực quá. Bạn chỉ ôm bạn không nói gì hết xong cắn. Đó, thấy chưa? Xong đúng ngay cái tay ngay cái miệng mình để vô cắn luôn. Mà lúc sau cảm mà thấy cắn nó cái nó dịu dịu liền đúng không chị? Mỗi lần cắn là dịu. Nhưng liền. Nhưng mà lúc sau bầm, sẽ lại là bầm, bị bầm cái là dịu. Nhiều một người thôi, còn người kia sao? Người mà bị cắn cắn xong cái là dịu luôn á. Còn nén, mình tập nén nữa đâu. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ chạy lại là xin lỗi bạn kia lắm. Khi mình nguôi giận thì xin lỗi. Anh có đau không? Xa xa, thương thương thôi mà nè. Xin lỗi lần sau không vậy nữa nha. Nó dựng lại. Nhưng lại không. Rồi, đó là cách của Misa. Thế còn câu chuyện tiếp theo là như thế nào nhé? Chỉ cần một cái ôm là đủ. Nhưng mà cái ôm này với cường độ là như thế nào mà ôm nhẹ là chắc không đây, chịu. Đây câu chuyện của ai? Ai cần một vòng tay? Của Phương. Còn chị Phương thì bây giờ ai chia sẻ nè. Đấy chị Phương. Thực ra là chị đã từng rơi vào hai cái tình trạng. Cái tình trạng đầu tiên là khi mà chị giận chị không nói. Đó là người bạn trai đầu tiên của chị giận chị không nói. Mỗi lần chị buồn cái gì là mặt chị một đống vậy đó. Thì cái người bạn trai đó lại ngược lại, nghĩa là anh ấy sẽ làm cho chị khóc. Tức là khóc cho đã đi rồi nói. Tức là sau đó bất cứ một cái chuyện gì xảy ra với em phải nói. Em phải nói anh mới biết được em đang giận cái gì. Em phải nói là em biết là em cần cái gì. Tức là thành một cái hành trình thói quen như vậy luôn. Tức là nó ám chị cho chị. Về sau những cái chuyện gì xảy ra chị sẽ để đó và chị sẽ nói. Mà chị rất là gọi là dễ bị dụ. Tức là bất cứ thậm chí là có những chuyện phải nói rất lớn luôn. Nhưng mà thật ra trong khi chị nói ra hết á, chỉ cần người đó ôm chị là tự động chuyển nguy hết. Đó là trường hợp thứ nhất, là đang lúc vây cấn, đang muốn giải quyết cái vấn đề đó liền, đang thích giải thích liền mà người đó vẫn còn bị lỗi hoặc là chưa tìm được lý do để giải thích, chị biết chuyện đó luôn. Nhưng mà chỉ cần ôm chị là có thể là tạm thời trong lúc đó là chị sẽ không nói nữa và dứt điểm. Còn việc thứ hai đó là chị còn bị một tình trạng như vậy nữa, không biết có gọi là hiền quá hay là ngốc nghếch không, là
trong cái cơn giận đó, chẳng hạn như là chị vẫn chưa thể gặp được bạn chị và chị nói được, hoặc là chị chỉ cần nhắn một cái tin nhắn nói hết những cái chuyện mà chị đã suy nghĩ ra, chị ngủ dậy giấc ngày mai chị bình thường trở lại. Dễ chịu quá chị, thật là dễ chịu. Có nhiều khi em ngủ dậy cái em quên chị là gì em đó. Chị em cũng vậy, em cũng giống như dễ chị là con ma cốt đêm rồi quên ma cốt mà quên hả? Tức là tự nhiên là chị khi mà chị ngủ dậy một cái, tức là những cái chuyện mà chị buồn hay chị giận chị phiền não ngày hôm qua chị đã nói hết rồi à. Anh em thấy gì vậy 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 đó, em cảm thấy là em không chịu nổi gì á, xong nói hết rồi sáng sau ngủ dậy giống như là gọi điện đó, qua em nói gì vậy? Nói gì hả? Không nhớ nữa. Không, thỉnh thoảng em cũng bị như vậy. Đó, mình em nói đã xong rồi sáng ngủ dậy cái quên. Mà yêu lại như từ đầu á, giống như chân với trắng vậy đó. Vậy là nhẹ lắm luôn. Em mốt mà mỗi lần giận chặt cho xỉu cái là mẹ luôn. Còn Nhã thì chính xác thì không phải là chỉ cần một cái ôm là đủ đâu. Mà nó còn nhiều hơn nữa. Nhiều cái ôm. Có một lần đó là đối với Nhã là lời hứa quan trọng, chỉ cần quên lời hứa là Nhã sẽ giận. Thì cãi nhau nhưng mà cãi nhau trên điện thoại thôi. Và Nhã nói là anh làm như vậy thì em sẽ buồn đó. Nhắn một cái tin như vậy thôi. Nói là thôi em đừng buồn, em phải thông cảm, em phải bla bla bla. Em không nghe nữa đâu, ngày mai mình gặp nhau nói chuyện nha. Đấy, thế là ngày mai bạn ấy sắp xếp một cái lịch. Và đúng giờ đó bạn ấy xuất hiện. Mở cửa xe ra, Nhã leo lên xe. Xong bạn quay ra nhìn Nhã. Sao, bây giờ em muốn nói chuyện gì với anh? Xong bạn Nhã nhìn ảnh. Dạ thôi em gặp anh là em hết giận rồi. Không, tại vì qua một cái ôm là không ôm là nhiều hơn một cái ôm là không cần ôm cái nào hết. Nhiều hơn cái ôm là không ôm cái nào. Xuất hiện chứ mà thôi. Lên xong cái quỳnh nói là thôi em hết giận rồi cưng, lần sau không giận anh nữa nha, anh xin lỗi em. Thế thôi, được rồi, vậy là được rồi. Coi như là con gái thì rất là hay giận vu vơ, nhưng mà đồng thời có cái điểm lợi đó chính là cũng rất là dễ nguôi giận. Đúng rồi. Và dễ quên. Thật ra chỉ cần làm một cái gì đó là có thiện chí chút xíu thôi là sẽ bỏ qua. Các bạn nam nhớ ghi nhớ điều đó nha. Không có nghĩa là mình cứ nói đại xin lỗi đi là không được nha. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn phải được giải quyết. Chứ không phải là cứ nói đại ra câu xin lỗi để ém cái chuyện đó xuống thì nó sẽ còn tệ hơn. Điều quan trọng là cái thật lòng, cái thành tâm, cái sự chân thành. Cái sự chân thành trong lời nói và hành động. Đó, ý kiến của các cô gái là như vậy. Cô gái chàng trai. Riêng Bimat nghĩ thì mình quen bạn gái mình thì mình phải biết tính tình bạn gái mình, sở thích bạn gái mình là điều quan trọng nhất. Tại vì khi mà những lần mà bạn gái mình giận thì mình sẽ bám theo cái sở thích đó để mình làm cho người yêu của mình bớt giận đi. Và mình phải cho người ta thấy được là mình phải làm nha, đừng làm cho có. Mà phải làm gì đó, khi em nó nhìn vô là biết là anh đã bỏ công sức ra. Thật sự mong muốn là đừng có bùng nổ hơn nữa, mọi thứ nên dịu xuống đó. Kiểu của em là khi mà giận á thì đó em sẽ để cho khoảng thời gian để cho nguôi xuống bớt. Sau đó thì em sẽ nghĩ là tức là những cái mà bạn gái em thích cái gì. Sau em sẽ dựa vào cái đó và em kiểu như em chiều bạn gái một hồi, xong rồi tới lúc mà vui vẻ bình thường bắt đầu em sẽ nói lại câu chuyện đó. Và em sẽ tìm cách giải quyết nó. Thì lúc đó vậy cách giải quyết nó sẽ dễ dàng hơn là lúc mà đang gây mà nhảy vô đùng đùng đùng. Nhưng mà phải trong ngày chứ em không thể để qua ngày khác được. Để qua ngày khác người ta quên đó. Mà nhiều khi nhớ luôn sao, người này người kia chứ anh. Thì thật ra là các chàng trai đừng có nghĩ rằng ngủ sau một đêm sẽ quên. Nó sẽ rơi vào hai trường phái. Một là những điều mà mình nói là chắc chắn và đúng. Thì bạn gái sẽ rơi vào cái trạng là không cần nữa. Dạ, không quan tâm đó. Nữa, nói như vậy là dứt điểm rồi. Kiểu như vậy á thì nó cũng khá là nguy hiểm đấy chứ. Phải đo thời gian, phải tùy chuyện đo thời gian á. Chứ không phải trong chuyện nào cũng áp dụng đúng thời gian đó thì đem ra. Tự nhiên bạn gái mình giận mình xong không nói chuyện với mình. Không cái giờ. Mình xách ba lô lên mình đi chơi ở một cái resort nào đó, sáng em sau check in em giận anh buồn quá anh đi xa rồi. Cho anh rồi đi sau luôn. Đó là đi luôn đúng không? Đây là những chia sẻ của các bạn nam. Còn các bạn nữ, bây giờ các bạn nữ có một cái điều gì để khuyên các bạn nam hay không à, để tránh đi vào cái vết xe đổ làm cho bạn gái của mình giận quá lâu. Tụi em dễ chịu lắm. Chi vậy? Tự nhiên hỏi có một tự nhiên có một câu hỏi có một câu không một quá trời người trả lời đây, 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 là dễ đây, bây giờ đây nói giùm cho Nhã giải quyết một chỉ cần thành ý thôi và một câu anh xin lỗi em là được. Là con gái sẽ tự động im lặng lại. Một câu xin lỗi và thành ý, thành ý xin lỗi nữa. Với cả em nghĩ là con trai không có nên lớn tiếng với con gái khi mà cãi nhau nữa. Cái điều đó thật ra rất là khó. Nhưng mà thật sự nếu mà cãi nhau mà không có lớn tiếng, không có gọi là nói những cái lời độc địa, thì em nghĩ là con gái sẽ ngu giận hơn với lại sẽ bình tĩnh hơn. Mình được lớn tiếng nhưng mà anh không được lớn tiếng. Thấy chưa? Không, rồi. Tôi vừa nói.